Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Công Tôn Hạ. Vùng Bảo Định có chàng học sinh trường quốc học tên là Mỗ, sắp vào kinh đô nộp tiền để kiếm chức huyện soạn. Đang sửa soạn hành trang thì bị ốm, hơn một tháng không dậy được. Bỗng đứa tiểu đồng vào thưa: "Có khách đến ạ." Mỗ cũng quên cả bệnh chạy ra đón khách. Khách ăn mặc sang trọng, thuộc loại người quyền quý. Mỗ vái chào mấy lượt rồi mời vào nhà, hỏi khách từ đâu tới. Khách đáp: "Tôi là Công Tôn Hạ, môn khách của hoàng tử thứ 11. Nghe tin ngài chuẩn bị hành trang vào kinh lo chức huyện soạn. Ngài đã có chí ấy, sao không lo ngày chức thái thú có hơn không?" Mỗ khiêm tốn từ chối, chỉ nói: "Dạ, tôi tài lực có hạn, không dám có ước vọng cao quá." Khách xin Mỗ cứ cố gắng hết sức, chỉ bỏ ra nửa số tiền thôi, nếu xong việc sẽ đến nhậm sở lấy nốt. Mỗ rất mừng, hỏi kế sách thế nào. Khách trả lời: "Tổng đốc tuần phủ đều là bạn rất thân của tôi. Chỉ cần đưa tạm 5.000 quan là mọi việc xong tất. Trước mắt ở đất Trần Định, chức thái thú đang trống vắng, cần phải lo tính ngay." Mỗ ngại vì ở ngay tỉnh nhà, khách cười bảo: "Ngại lo nghĩ phớ vẩn, cơ có tiền là được rồi. Còn ai hỏi đến gỗ tàng gỗ tử ấy ở đất Ngô hay là đất Việt làm gì?" Mỗ rốt cuộc vẫn chần chừ, ngại rằng việc này hơi trái lẽ thường. Ông khách bảo: "Thôi, đừng nghi ngờ gì cả. Tôi xin nói thật với ngài là đây là chức thành hoàng ở dưới âm ti bị trống. Tuổi thọ của ngài đã hết rồi. Sổ ma thì cũng đã chấm rồi. Phải thừa dịp này mà xoay sở mới có thể thành người quý hiển ở âm phủ được." Nói rồi lập tức đứng dậy từ biệt, lại dặn: "Ngài hãy tự suy tính đi, 3 ngày nữa sẽ gặp lại." Sau đó khách đi ra, lên ngựa đi thẳng. Mỗ mở mắt ra, vĩnh biệt vợ con, bảo mang tiền riêng của nhà đi mua 1 vạn thỏi vàng giấy, đền nỗi vét hết mặt hàng đó ở trong quận, rồi đem chất đống giữa sân với trâu ngựa giấy cùng các con nộ bằng rơm, đốt suốt đêm ngày cho cao như núi. 3 ngày sau khách đến thật, Mỗ đem tiền ra trao. Khách dẫn Mỗ đến ngay công thự, thấy một vị quý quan ngồi ở trên điện. Mỗ bèn sụp lạy. Quý quan hỏi tên họ, đoạn khuyên Mỗ những câu như là "Thanh liêm, cẩn thận", rồi lấy văn bằng ra, gọi chàng tới trước án mà trao. Mỗ dập đầu tạ ơn rồi ra khỏi công thự, tự nghĩ: "Giám sinh vốn là chân thấp hèn, nếu không có xe cộ quần áo cho rực rỡ thì không đủ để ra oai với bọn lại thuộc." Do đó, chàng sắm thêm xe ngựa, lại sai bọn lính ma đem chiếc xe kết hoa về đón người thiếp yêu của mình. Cắt đặt vừa xong thì các đồ nghi trượng đã từ Chân Định mang tới. Suốt đoạn đường hơn 1 dặm, kẻ đón người đưa dặn dò xin xỏ tấp nập ồn ào, chàng thấy đắc ý lắm. Bỗng toán người đi trước ngừng chiêng trống dẹp cờ quạt. Đang khi ngơ ngác sợ hãi, thấy những người cưỡi ngựa đều nhảy cả xuống phủ phục bên đường. Người chỉ thấp độ 1 thước ngựa nhỏ bằng con hổ ly. Người đi trước xe sợ hãi nói: "Quan thánh đế quân đến rồi." Mỗ sợ quá xuống xe phủ phục dưới đất. Từ xa trông thấy vị đế quân theo 4-5 kỵ sĩ lỏng cương từ từ đi tới. Bộ râu ngài rậm trùm cả má, không giống hẳn với hình dáng trong tranh như người ta thường vẽ, nhưng thần thái thì uy nghi dũng mãnh, mắt dài gần tới mang tai.
quan đế ngồi trên ngựa hỏi. Quan nào đây? Người đi theo đáp. Dạ, viên thái thú Trần Định ạ. Đế quân nói. Quan trong một quận mà sao dám phô trương thế này? Mỗ nghe vậy giật nảy mình, run lẩy bẩy, co rúm cả người lại. Tự thấy mình chỉ còn là như đứa trẻ 6-7 tuổi. Đế quân bảo dậy, đi bộ theo sau chân ngựa. Bên cạnh đường có tòa cung điện. Đế quân vào đó, ngồi quay mặt về hướng nam, sai lấy bút giấy đưa cho mỗ, bảo tự ghi họ tên, quê quán vào đó. Mỗ viết rồi chỉnh lên. Đế quân xem xong, nổi giận nói. Chữ viết thì nghịch ngoạc, không ra hình thù gì cả. Đây là cái thằng buôn nước bọt ở chợ, sao có thể giao cho chị dân được? Lại sai xét trong sổ ghi chép công đức, bên cạnh có một người quỳ tâu, không rõ nói câu gì, đế quân lớn tiếng bảo. Cầu cạnh tiến thân là tội nhỏ, mùa quan bán tước là tội nặng. Lập tức bị thần kim giáp xích lại đem đi, rồi có hai người bắt mỗ ra lột hết áo mũ, đánh cho 50 roi. Cặp mông hầu như rụng hết thịt, đoạn tống ra khỏi cổng. Nhìn khắp bốn phía, xe ngựa đã sạch không. Mỗ đau đớn không thể bước đi được, đành nằm thở trên vạt cỏ. Nhận kỹ chỗ mình nằm thì thấy cách nhà không xa lắm. May sao thân nhẹ bỗng như tàu lá, nên mất một ngày một đêm mới bò về được đến nhà. Thốt nhiên chàng đứng dậy như đang mơ chợt tỉnh, rên rỉ trên giường. Người nhà xúm lại hỏi han. Mỗ chỉ kêu rằng bắp đùi đau lắm. Vì chàng mê man như chết đã 7 ngày rồi, đến lúc này mới tỉnh lại, chàng hỏi. Cô Lầu đâu rồi, sao không tới? Đó là tên tự của người vợ bé của mỗ. Trước đây cô Lâu đang ngồi trò chuyện, bỗng nhiên nói. Ông ấy đã làm thái thú quận Châu Định, sai lính về đón ta đấy. Nói rồi trở vào buồng trang điểm thật đẹp. Trang điểm xong thì chết, cũng mới qua một đêm thôi. Nghe người nhà kể lại sự lạ đó, mỗ hối hận đấm ngực. Bảo để thi hài lại đó không được chôn, hy vọng cô ta sẽ tỉnh lại. Nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi gì, đành phải mai táng. Bệnh của mỗ đỡ dần nhưng vết thương ở đùi vẫn rất nguy kịch, nửa năm mới dậy được. Chàng thường tự bảo, tiền của để lo chức quan đã hào phí hết, lại chịu hình phạt tài ác dưới âm ti. Những thiệt thòi đó còn có thể chịu được. Duy người thiếp yêu không biết đi đâu mất, thì những lúc canh khuya làm sao không buồn khổ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.